Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với Bonsai Trường Thi. Thì nhưng cái khung giờ quen thuộc thì 11 giờ trưa và 7 giờ tối. Thì Bonsai Trường Thi sẽ làm giao lưu với tất cả mọi người những cái cây bonsai hàng khai thác tầm trung và mini. Rồi, trước mắt mọi người là một cây hải châu. Cái hải châu này là được làm thớ đổ và được vô một cái lu. Tương đối cũng rất là hợp với cây. Rồi, để quay một vài vòng cho mọi người xem. Rồi, để đo một vài thông số cho mọi người xem. Rồi, cái vành tại vị trí đó là 14 nha mọi người. 14. Thì cái chiều cao của cái lô là 50. Đo cái tán phủ tán ngang. Tán ngang là 45. Và chiều cao theo vị trí đo là 60. Thì cái cây này là nó đang cho trái nha mọi người. Mùa này thì hải châu thì nó cũng đã là cuối mùa rồi nha mọi người, cho nên nó trái thì tụt một lần cũng còn ít thôi. Trái nha mọi người. Thì những trái này người ta chơi được khoảng là vài tháng rồi nha, khoảng là tầm tháng rưỡi 2 tháng rồi nha. Cây này thì chi cành được xử lý rất kỹ nha mọi người, xem thêm từ tổng thể từ trên xuống dưới nha. Cây rất là ok.